Đến với kênh YouTube của mình, hôm nay mình sẽ review lá cờ của nước Brazil. Nước Brazil sẽ có diện tích là 8.515.767 km² và được nằm trong khu vực Nam Mỹ. Trên lá cờ của nước Brazil sẽ có phần giữa là có quả cầu màu tím và có dòng chữ của nước Brazil và một cái hình, đó là hình màu hình chữ nhật và có cái màu xanh được nằm ở cái viền ngoài của lá cờ. Hải ly là quốc thú của Canada, chúng không ngừng cắn gỗ để đắp đập ngăn sông. Đặc điểm này khiến chúng trở nên rất giống một người anh em của mình là loài chuột. Tứ chi của hải ly đều thích hợp cho cuộc sống ở nửa trên cạn, nửa dưới nước của chúng. Hai chi trước rất nhỏ, hợp để đào hang, hai chi sau to khỏe, dùng để nâng cơ thể di chuyển trong tư thế thẳng đứng. Giữa các ngón chân còn có các màng giúp chúng bơi được dưới nước. Đuôi của hải ly vừa to vừa bẹt, dài khoảng 40 cm, phía trên phủ một lớp vảy sừng. Khi hải ly bơi, đây chính là bánh lái giúp chúng chuyển hướng. Đuôi còn là kho chứa mỡ về mùa đông, là chiếc quạt mát vào mùa hè để hải ly nữa. Thật là chiếc đuôi đa dụng. Căn biệt thự của hải ly chia ra làm hai tầng, tầng trên khô ráo là một nơi ở của đại gia đình, tầng dưới ở trong nước dùng để làm kho, xếp một ít lương thực của cây hoặc mẩu gỗ. Tầng dưới này thông qua một cái cửa nằm sâu dưới mặt nước 1 mét để phòng khi nước đóng băng thì cửa hang sẽ bị lấp kín, hoặc khi khô hạn cửa vẫn mở ra để dưới mặt nước. Đây chính là tầng hầm của hải ly. Da hải ly rất đắt, dùng để sản xuất những trái bóng cao cấp. Hải ly còn có đôi túi xa ở dưới mông tiết ra tinh dầu, dùng để sản xuất thứ dầu quý giá là dầu hải ly. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Ca-o-la được nằm trong cuốn sách Thế giới động vật. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review lá cờ của nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Lá cờ của nước Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ gồm có màu xanh và màu vàng, màu đỏ và có một hình ngôi sao màu vàng. Diện tích của nước này là 2.345.409 km² và được nằm trong khu vực Trung Phi. Ca-o-la hay còn gọi là một gấu túi sống ở Australia, trông chúng rất là đáng yêu. Với khuôn mặt tròn xinh xắn, cái mũi đen, đôi mắt tròn lấp lé và hai cái tai ngắn xòe lòe xòe lông. Ca-o-la tính cũng rất hiền lành, không ưa có giận, có bực lắm cũng chỉ oe oe khóc như trẻ con mà thôi. Ca-o-la sinh ra cũng đã chẳng có đuôi, vì chúng cả ngày ngồi trên cây nên cái đuôi đã dần biến mất trong quá trình tiến hóa. Cũng nhờ thế mà Ca-o-la có thể thoải mái ngồi trên cây. Cứ gọi là gấu, thật tức chết đi được. Ca-o-la rất bực về cái tên gấu túi của mình. Quả thật chúng đã sống ở trên trái đất 15 triệu năm nay mà chẳng có tí tẹo nào họ hàng với loài gấu, chỉ có khuôn mặt là hơi hơi giống mà thôi. Ca-o-la tuyệt đối ăn chay, hơn thế chúng chỉ ăn lá cây bạch đàn thôi. Mỗi ngày một con Ca-o-la ăn hơn 1 kg lá bạch đàn. Ăn xong thậm chí không cần uống nước. Trong lá cây bạch đàn có chứa chất CN2 có thể khiến con người ta ngộ độc. Nhưng Ca-o-la không sợ. Có điều ăn xong chúng chỉ hơi chết choáng và ngủ hơn 18 tiếng. Chẳng thế,
mà Cao La được mệnh danh là vua ngủ. Cao La mới ra đời sống trong cái túi nuôi của mẹ chúng. Đến khi dài khoảng 15 cm mới chui ra khỏi túi và trèo lên cây, sống trên lưng mẹ. Túi của Cao La không ở phía trước giống như chuột túi, mà lại ở sau lưng. Thế nên Cao La mà lớn là không thể chui vào được nữa. Cao La cả đời chẳng uống giọt nước nào đâu nhé. Đó chính là nhờ chúng ăn lá cây bạch đàn vốn chứa 67% là nước rồi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Hươu Sao được nằm trong cuốn sách Thế giới động vật. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Loài hươu đẹp nhất được nằm trong cuốn sách Thế giới động vật. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review lá cờ của nước Lesotho. Nước Lesotho sẽ có nằm trong khu vực Nam Phi và có diện tích là 30.355 km². Và nước Lesotho sẽ có 3 màu xanh, trắng và màu xanh lá cây. Với những đốm trắng tựa hoa mai trên lưng và cặp sừng như nhánh san hô trên đầu, hươu sao quả xứng danh là loài hươu đẹp nhất. Gia tộc hươu sao rõ trọng nam khinh nữ, con cái vừa thấp bé hơn con đực, lại vừa chẳng có cặp sừng đẹp đẽ. Hươu sao đực này thì oai lắm, hơn tuổi sừng bắt đầu mọc và liên tục chia nhánh rất đẹp, cho tới tận khi chúng 5 tuổi sừng mới ngừng phát triển. Khi xuân sang, hươu sao thay một lớp lông mới màu đỏ, rất đẹp, lắc rắc những đốm trắng hoa mai. Chúng không ngừng lấy miệng liếm lông cho sạch sẽ và mượt mà. Đến mùa thu, mùa lông hươu sao trở nên sậm hơn và chúng bắt đầu sống suốt mùa đông dài với tấm áo đó. Da hươu dùng để sản xuất da cao cấp. Nhung hươu là một loại thuốc quý giá, sừng, gân, máu, mật, xương. Bộ phận nào cũng là dùng để làm thuốc được. Thịt hươu cũng thuộc là hàng sơn hào hải vị, toàn thân hươu chỗ nào cũng đáng quý, tính ra quả thật là tấc thịt tấc vàng. Hươu sao mẹ hết mực yêu thương con mình, sau khi chờ đợi vài tiếng là hươu con đã biết đứng dậy, vài hôm sau đã biết chạy theo mẹ. Thế nhưng đến bãi cỏ nào hươu mẹ cũng ra đứng trước và quan sát xung quanh xem có thật sự an toàn rồi mới dẫn con ra ăn. Mỗi khi xuân đến, hươu đực lại thay sừng. Nhung hươu là sừng mới, rất mềm, bên trong có chứa máu. Đây là một loại thứ dược liệu nổi tiếng. Đến khoảng tháng 8, tháng 9, nhung hươu sẽ rắn chắc lại và trở thành vũ khí của các chú hươu đực. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Gấu trúc được nằm trong cuốn sách Thế giới động vật. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Mặt đỏ như hề được nằm trong cuốn sách Thế giới động vật. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện.